đã quay trở lại với gia đình nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay mình đi chợ Thiết á, cái mình mua được một mớ ba khía nè các bạn ơi. Trên chợ mình không có thấy bán, này mình xuống chợ Thiết mình mới mua được á. Mà bây giờ con ba khía này là người ta chưa có ướp, chưa có trộn gì hết trơn á các bạn ơi. Ha. Giờ trước tiên để mình làm mình sơ chế nó trước cái đi ha. Giờ con ba khía này như vậy á thì mình cắt bỏ cái mấy cái nhọn nhọn này đi cho mình dễ ăn. Mình để mấy cái que này nhọn nhọn á, mình ăn nhiều khi nó móc trúng môi mình, trúng miệng mình nó đau ha. Rồi mình để vô đây đi ha. Mình cứ cắt gì đi ha. Mình sơ chế nó trước đi. Nè, cái này là mình đã bỏ cái mai nữa rồi đó ha. Cái này cũng bỏ cái mai rồi, bóc bỏ cái mai với đây cắt mấy cái que nó trước đi. Các bạn ơi, sau khi mà mình đã cắt con ba khía với mình lột cái mai nó ra, mình bỏ rồi hết rồi đó. Mình cắt mấy cái que này cho nó đừng có nhọn vậy nè, cho nó ăn cho nó dễ ăn đó các bạn. Thì bây giờ này mình đã rửa sạch lại mấy nước rồi ha. Bây giờ để cẩn thận và để sạch hơn một lần nữa thì ta chế nước sôi vào ha. Ta chế nước sôi vào đi, rồi để ngâm vậy trong vòng 10 phút nha các bạn. Thì ngoài ra để ăn cái món này thì mình cũng có chanh ớt tỏi rồi đó. Bây giờ mình đi lột tỏi với lại chanh ớt rồi mình giả nhuyễn ra để chút mình trộn ba khía đó nha các bạn ha. Để ăn món này là nhất định phải có chanh ớt tỏi rồi này kia ha. Mấy này mình đã rửa sạch rồi, mình trụn nước sôi rồi hết rồi các bạn ơi. Mấy con này nó có trứng ngon đó ha. Bây giờ mình tách cái này ra. Thì ngoài ra mình tỏi nè, ớt rồi mình cũng có băm sẵn rồi. Nhà nào thích ăn ớt nhiều thì cho ớt nhiều nha các bạn. Chanh rồi mình cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, chờ trộn ha. Giờ để tách cái con này ra đi, để qua cái tô này cho nó rộng rãi cho nó dễ trộn. Trời ngon quá chừng luôn. Này mình đã rửa sạch, mình trụng nước sôi rồi hết rồi đó, vậy cho nó vệ sinh. Mình tét nhỏ nhỏ ra như vậy nè, để khi ăn để mình dễ ăn. Hồi xưa nói nhà nhiều khi nghèo á, ở dưới quê nhiều khi nói người ta cũng ăn qua quýt cái này, chứ cái này bây giờ ăn cái này là đặc sản đó các bạn ơi. Chứ cái này ăn còn mắc hơn thịt nữa đó. Đặc sản đó. Trời này mấy con này có gạch quá chừng ngon luôn. Đây nè. Ồ, gạch ngon quá chừng luôn. Cái này là cái cô bán đó, cái người bán đó, cái cô đó cũng nói là này là ba khía Cà Mau, ra ngon lắm. Cổ kêu về ăn thử đi, mà mốt thấy ngon nè, ăn ủng hộ giùm. Mà cổ nói đâu phải lúc nào cũng có đâu, thỉnh thoảng mới có thôi. Ba khía Cà Mau đó các bạn. Rồi mình tắt ra gì sẵn đó, nó trộn nó khỏe. Nó trộn xong rồi mình ăn nó cũng dễ, mà nó thấm nữa. Chứ mình để nguyên nguyên vậy á, cái mình trộn chanh đường rồi vô nó không có thấm. Ngon quá chừng, thơm quá. Nghe mùi ba khía thấy thèm quá chừng luôn các bạn ơi. Chắc bữa nay ăn hết nồi cơm luôn quá. Rồi vậy là mình đã xé xong rồi đó các bạn. Giờ bắt đầu mình trộn ha. Giờ ở đây mình có tỏi với có ớt nè ha. Tỏi băm nhuyễn ra. Hấp dẫn quá.
Rồi chanh thì mình chuẩn bị 3 miếng chanh lận, nhưng mà tùy theo khẩu vị của nhà các bạn, ví dụ thích ăn chua chua thì vắt ấy, còn ấy thì cho nó ít lại chút cũng được, tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Rồi giờ mình cho nó 2 miếng trước thôi ha, chừng nào ấy chút thì mình cho thêm. Ở đây mình cũng có bột ngọt, cái tay bên này mắc đeo găng rồi không có thọt vô đây được rồi. Bột ngọt thì mình cũng hạn chế thôi các bạn ơi, mình cho chút xíu thôi đó, chút xíu bột ngọt thôi. Mình chủ yếu cái món này là chủ yếu mình trộn đường vô nó ngon, còn bột ngọt là chẳng qua cho nó dịu lại chút vậy thôi. Đường thì tùy khẩu vị nhà các bạn ha, các bạn thích ăn nhiều thì cho nhiều ha. À, mình là 4 muỗng cà phê đó, mặn chút nữa, thí dụ có ngọt 5 muỗng cà phê đi. Rồi có thấy còn mặn thì cho vô thêm, trộn thêm. Ồ thơm phức à. Ba khía trụng nước sôi giờ này cũng còn nóng, nó ngon quá. Rồi ha, cái này là tùy theo các bạn, ví dụ thấy mặn thì cho thêm đường hay chanh gì tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình ha. Đó, vậy là mình trộn gì là đã xong rồi đó các bạn, để mình cho ra cái dĩa thấy nó lịch sự một chút. À, mình đã thực hiện xong món ba khía trộn rồi đó các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Nó mình trộn theo cái cách mình chia sẻ đó các bạn, vừa sạch sẽ vệ sinh mà nó lại thơm ngon nữa. Để mình ăn thử miếng ba khía coi. Ngon quá các bạn ơi, cái này mình ăn với cơm nóng hay cơm nguội gì cũng ngon hết nha các bạn. Nó vừa ăn ghê vậy. Đường rồi mùi chanh rồi tỏi ớt rồi nó thơm quá các bạn ơi. À, ăn với cơm nguội cơm nóng thì cũng ngon hết nha các bạn. Hấp dẫn quá. Thì mình chia sẻ cái món ba khía trộn của mình đến đây là kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những lần sau.